MC Thanh Bạch lạ lẫm sau khi tân trang nhan sắc ở tuổi 64, cuộc sống với vợ cưới 10 lần gây tò mò. Sau nhiều ồn ào đời tư, hình ảnh MC Thanh Bạch đi làm đẹp được không ít người quan tâm. Mới đây, MC Thanh Bạch gây chú ý khi không ngần ngại công khai quá trình thẩm mỹ của mình. Ở tuổi 64, anh quyết định tân trang để làm mới diện mạo. Cụ thể, Thanh Bạch cho biết lông mày của anh bị rụng, thưa nên muốn xăm dán mày, đồng thời năm MC làm môi để gương mặt tươi tắn như thời còn trẻ. Hồi xưa cách đây mười mấy năm, tôi cũng đã làm lông mày rồi. Theo thời gian thì lông mày rụng, thưa đi rất là nhiều. Bây giờ mình muốn làm cho nó sáng hơn, phong thủy hơn. Thanh Bạch chia sẻ, hình ảnh Thanh Bạch đi tân trang diện mạo ở tuổi 64. Sau khi tân trang, MC Thanh Bạch tỏ thái độ hài lòng với diện mạo mới của mình. Nhìn tổng thể, gương mặt nam MC tươi tắn, rạng rỡ hơn. Tuy vẫn lộ dấu hiệu tuổi tác vì mái tóc bạc và làn da nhiều nếp nhăn. Ngoại hình mới của Thanh Bạch được dân tình chú ý. Sau khi đăng tải, quá trình làm đẹp ở tuổi U70 của Thanh Bạch nhận về vô số tương tác. Không ít bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên vì hiếm hoi mới thấy nam MC xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Đồng thời, nhiều người cho rằng ngoại hình hiện tại của MC Thanh Bạch trông lạ lẫm, thậm chí có người còn không nhận ra nam MC đình đám ngày nào. Nhiều năm qua, Thanh Bạch hiếm khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Thời gian qua, MC Thanh Bạch không còn hoạt động sôi nổi, hiếm khi tham gia các chương trình truyền hình. Thì thoảng anh xuất hiện tại một số sự kiện showbiz nhưng không quá rầm rộ. Cách đây không lâu vào tháng 10/2023 vừa qua, Thanh Bạch gây chú ý khi làm chủ hôn cho lễ ăn hỏi của diễn viên Hà Trí Quan và bạn trai đồng giới Thanh Đoàn. Dù đã lớn tuổi, nam MC vẫn tràn đầy năng lượng, hoạt ngôn như thể không biết mệt khi liên tục di chuyển và đối đáp dẫn dắt gia đình hai bên. Nam MC trở thành chủ hôn cho lễ ăn hỏi của Hà Trí Quan Thanh Đoàn. Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Thanh Bạch và bà Trùm Thúy Nga cũng được nhiều người quan tâm, đặc biệt sau khi vợ cũ của nam MC là nghệ sĩ Xuân Hương nhiều lần nhắc lại cuộc hôn nhân địa ngục trong quá khứ. Có thể thấy sau ồn ào với vợ cũ, Thanh Bạch trở nên kính tiếng hơn. Trong một vài chia sẻ trước đó, nam MC cho biết bản thân đã qua thời kỳ đỉnh cao nên không còn thiết tha với các chương trình giải trí. Trên trang cá nhân, Thanh Bạch hiếm khi đăng tải ảnh chụp chung với vợ Thúy Nga, khiến nhiều người không rõ tình trạng hôn nhân hiện tại của anh. Tuổi về già, anh sống với gia đình con trai, Thanh Bạch tập trung chia sẻ hình ảnh gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp và những khoảnh khắc vui đùa với hai cháu nội. Hiện tại với Nam MC, con trai, con dâu, hai cháu nội và các em gái là nguồn sống. Về già Thanh Bạch không đặt nặng danh tiếng, MC Thanh Bạch trải lòng: mỗi ngày đi làm về chỉ cần gặp cháu vui chơi cùng cháu là trong tôi như trẻ lại lúc nào tôi cũng hạ mình xuống để chơi với nó mỗi lần ba ông cháu mà rượt nhau trong nhà là xem như náo động cả khu vực vậy mà không ai biết mệt dường như đây là năng lượng vô hình giúp tôi vào công việc một cách tràn trề sức sống có lúc tôi như quên hết mọi việc xung quanh tôi thầm mang ơn bề trên đã tạo cho tôi hai thiên thần đáng yêu này nó là nguồn sống là hạnh phúc của tôi nam MC trở nên kính tiếng hơn, xem con cháu là nguồn sống. Trước đó, hai cuộc hôn nhân của MC Thanh Bạch đều từng khiến showbiz dậy sóng. Theo đó, anh và vợ cũ Xuân Hương ly hôn vào năm 2006, sau 20 năm gắn bó. Cả hai có với nhau một người con trai. Đến năm 2016, Thanh Bạch bất ngờ tái hôn với Thủy Nga, bà chủ trung tâm chuyên tổ chức các chương trình ca nhạc ở hải ngoại. Trong nhiều năm sau đó, cả hai tổ chức đám cưới đến 10 lần, mỗi lần đều rình rang như lần đầu. Nam MC cho biết, lý do làm đám cưới nhiều lần là một cách mang đến niềm vui cho mọi người, bởi có album trăm tấm hình đẹp, có đĩa DVD để về chiếu cho bạn bè, người thân coi. Thanh Bạch và bà xã Thúy Nga 10 lần tổ chức đám cưới. Hình ảnh về đám cưới lần thứ 10 của Thanh Bạch. Nói về cuộc sống hôn nhân với Thúy Nga, Thanh Bạch từng chia sẻ, nhìn mặt Thúy Nga nghiêm nên nhiều người sợ, nhưng thực ra chị ấy rất vui tính, hay nói chuyện với chị ấy chỉ cần 3 phút thôi là có thể cười không nhìn nổi rồi. Tất nhiên vẫn phải có một chút duyên nợ thì mới giúp chúng tôi gắn bó được với nhau như vậy. MC Thanh Bạch không còn chia sẻ chuyện tình cảm với vợ trên truyền thông. Tuy nhiên đến năm 2019, nghệ sĩ Xuân Hương đã lên tiếng bóc phốt chồng cũ sau nhiều năm im lặng. Bà viết 10 chương tự truyện, kể lại khoảng thời gian chung sống với MC Thanh Bạch, trong đó có nhiều chi tiết gây chấn động truyền thông. Theo đó, nữ nghệ sĩ gọi hôn nhân của mình là địa ngục, phơi bày góc khuất bị chồng xem là ô sinh, đối xử tệ bạc. Xuân Hương còn tố chồng cũ là người đồng tính, lấy vợ chỉ để làm bình phong. Cách đây không lâu, hồi đầu tháng 10 2023, Xuân Hương lần nữa chia sẻ lại cuộc hôn nhân đậm nước mắt trên sóng truyền hình khiến dư luận dậy sóng. Xuân Hương viết 10 chương tự truyện để kể lại hôn nhân địa ngục của mình với MC Thanh Bạch. Trước những lời vạch tội của vợ cũ, Thanh Bạch đến nay vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, ồn ào này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nam MC trong mắt công chúng giữ góc khuất trong cuộc hôn nhân của thanh bạch với vợ cũ xuân hương đến nay vẫn còn được nhiều người nhắc tới